qua cực chết. Săn ngay thôi. Chị ơi, bọn em cứu chị đây. Cháu sao rồi anh? Nó không sao, xước san nhẹ thôi. Làm em lo quá cơ. May mà cháu có gia tiên trợ che phù hộ không sao. Tao nói sao con ngu này chính mày, hủy hoại cuộc đời tao sao không biết lắng nghe. Giờ nếu tao mất việc, chắc chắn mày phải chịu nhiều đắng cay. Nhớ kỹ vào. Không sao đâu nha em, bọn trẻ chúng nó cũng chỉ là hiếu đâm thôi ấy mà. Nên là bảo bạn đừng có nói khó nghe. Giờ đang tuổi pha phách hơi nghịch ngợm, thằng con anh cũng thế có khác gì đâu. Chị Yến tha thu mấy bọn em đã sai thật rồi, chỉ muốn giúp thôi, ai ngờ đã mang lại tai ương. Chị đừng giận em nha, em xin lỗi vì mình quá bao. Được rồi không sao đâu, mọi thứ cũng qua rồi. Giờ trách móc nhau cũng chẳng giúp khá hơn tí nào. Thả mấy đứa đi vào trong kia mà thăm tôi. Ông đã đỡ đau đâu chưa, tay nghe fix tí cho ông. Bà là ai sao vô được đây điên đi trước khi tôi báo bảo vệ. Ra ngoài. Với chị phải không? Mà sao chị nhớ Tuân? Có mọi thứ chỉ mất đi ký ức về chị là sao? Em thấy theo trong phim thì cái gì cần phải lặp lại những ký ức như trước kia, gặp gỡ như thế nào, những ấn tượng phải làm Tuân thấy quen như lúc đầu. Như em đã theo dõi thì hàng ngày Tuân sẽ ra đọc sách lúc hết tiết một. Sở thích là uống sữa Fristy và hay cầm máy Fristy chụp hình cực kỳ siêu. Chụp cái đã có anh luôn. Chị cứ tin em, kế hoạch em đã lên hết rồi. Mạnh mẽ lên đi, có gì em hỗ trợ ngay thôi. Vì một ngày không xa chúng ta sẽ được mời cỗ cưới, phải làm cho trí nhớ của Tuấn trở lại nào. Mày lấy nước chưa? Đây chị ơi, đúng theo kế hoạch. Chị yên lên đi, ngồi vào ghế đúng vị trí. Anh em đã sẵn sàng chờ lên cho cái số đi nào. 1, 2, 3 anh em đồ nhà chết tôi. Chị ơi em lỡ tay rồi. Hoàng Hy mới hôm qua đến ngôi trường ta, mình còn chưa biết tên. Tớ là Yến, cảm ơn nhà lúc nãy nhờ Hoàng quan tâm. Uống Fristy đi tớ mời. Đồng hồ này là tớ săn khi mua Fristy. Tặng Yến đeo tay này, nếu tôi thì chỉ cần bật sáng lên như thế này.
mới đến đã có gái khiến mình để ý cũng ngon à nha, dễ thương quá trời. Ý sời, tình hình là cá sắp cắn câu, chẳng ai chạy thoát thính trong tay mình, vừa ga lăng đem trai lại lăng tiền tiêu. Giờ tính sao đây, tiếp tục chỉ khiến tân ghét chị. Mọi thứ xảy ra chắc là do số phận an bài. Dừng lại ở đây thôi, không nên tiếp tục sự cố chấp, chỉ làm cho đôi bên càng trở nên xa lạ. Đừng có bi quan, nói thẳng ra với Tuấn đi chị. Lần cuối nữa thôi, còn gì đâu để mà mất. Em tin chắc sẽ thành công. Hãy nghe chúng em fan này, tình cảm yêu đơn phương chỉ làm tổn thương con tim có đúng không à? Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, chỉ muốn bên anh nhưng nhận ra bây giờ đã muộn. Tình cảm này trao anh, không mong sẽ nhận lại những em, chỉ mong anh sẽ nhớ lại em chỉ thế thôi. Bà tránh ra đi, tôi chẳng quen biết chi với bà. Đừng có luyên thuyên, lần này tôi chỉ cảnh cáo. Nếu vẫn bám theo thì tôi sẽ báo cáo ban giám hiệu. Vì lừa đặt linh tinh cũng chỉ vì thấy tôi có gia thế lớn thôi mà. Giờ chơi rồi, săn vỏ bối fix đi thôi. Đến uống đi, con gái mà khóc nhiều ấy là mau già lắm đấy. Cảm ơn Hoàng nhá, mà Hoàng có chiếc xe cute nhở? À, xe này là Hoàng săn được của fix đấy, đi thích cực. Xe này á, vừa phát sáng mà phát được cả nhạc, đi tối ai cũng nhìn luôn. Mà Yến có biết đang diễn ra cuộc đua săn tìm bảo bối fix không? Đây, lấy mã ở đây, rồi lên fix.vn, nhập để săn tìm bảo bối vào khung này. Mỗi mã sẽ dùng để tích điểm hoặc là vào vòng quay chúng ngay. Tích đủ 12 điểm nhé là sẽ đổi được đồng hồ phát sáng này. Tích đủ 24 điểm là sẽ đổi được tai nghe mèo sáng nhấp nháy này. Còn nếu vào vòng quay chúng ngay, cậu sẽ có cơ hội nhận được máy ảnh chụp hình lấy liền này, hoặc là sẽ đổi được xe chở siêu tốc giống như của Hoàng đang đi nữa. Mà Hoàng còn biết một mã bí mật nữa đấy. Yến nhập thử mã Tuna Fifty đi, mã dành riêng cho Yến đấy. Ai nhập cũng trúng luôn, nhưng mà chỉ được trúng một lần thôi. Đây, Hoàng nhập cho Yến xem nhé. Được tích điểm rồi, Hoàng lại sắp chuẩn bị đổi điểm để đổi tai nghe cho Yến rồi đấy. À quên, còn phải đăng nhập để lưu lại đã. Ơ, mà tôi thấy có cuộc bình chọn gì đấy, Hoàng nhìn này. À, đây là cuộc đua của các đội trưởng. Mình chỉ cần nhập mã săn được bảo bối, sau đó chọn đội trưởng, rồi vote cho người mình thích là được. Ơ, thấy Hoàng chưa bình chọn cho đội trưởng Junali rồi. À, không sao, ngoài cách vote lúc tích điểm, thì mình có thể vào lịch sử tích điểm, chọn lại đội trưởng. Mặc dù không thích lắm đâu, nhưng mà vì Yến, cho nên Hoàng sẽ vote cho Junali nhé. Cảm ơn Hoàng nhé. Lúc nào Hoàng cũng xuất hiện đúng lúc mình bị tổn thương nhỉ? Chắc là không phải trùng hợp đâu. Nhiệm vụ của Hoàng đến đây ấy là để bảo vệ Yến mà. Từ giờ Hoàng sẽ không để ai làm tổn thương Yến nữa. Yến làm người yêu của Hoàng nhé. Chuyện này không được đâu Hoàng. Xin lỗi Hoàng nhé. Ơ, Yến. Từ trước đến giờ chưa ai dám từ chối tình cảm của tao cả. Nếu mà đã không muốn được bảo vệ thì tao sẽ cho biết thế nào là tổn thương. Chị Yến biết không, Tuân bị đánh vỡ alo rồi. Vừa nãy em nghe có thằng mới chuyên trường đến đây, vừa gặp mà đã đánh, mau đi xem tình hình mấy đứa. Chị không tha cho đứa nào dám động đến Tuân. Hoàng có sao ông dám làm thế với Tuân, dừng lại. Vừa đúng lúc luôn để tôi cho mọi người biết, nếu bên Yến không phải tôi cũng sẽ không chấp nhận. Để thằng danh con kia được bên Yến, tôi sẽ cho Yến thấy hối hận.